Cô mến chào tất cả các bạn học sinh khối lớp 5. Hôm nay chúng ta tiếp tục với các bài học của tuần 34. Và ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn bài luyện tập toán trang 172. Để tiết học đạt hiệu quả, các bạn hãy lấy sách giáo khoa, vở toán lớp và vở nháp ra nào. Chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu bài học nhé. Ở bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau thực hành bài tập 1 và bài tập số 3. Bây giờ chúng ta cùng đến với bài tập 1. Các bạn hãy mở sách và cùng đọc với cô nhé. Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài 8 mét, chiều rộng bằng 3 phần 4 chiều dài. Người ta dùng các viên gạch hình vuông có cạnh 4 decimet để lát nền nhà đó. Giá tiền mỗi viên gạch là 20.000 đồng. Hỏi lát cả nền nhà thì hết bao nhiêu tiền mua gạch? Diện tích phần mạch vữa không đáng kể. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích bài toán nha. Bài toán cho biết nền nhà hình chữ nhật có chiều dài 8 mét. Chiều rộng bằng 3 phần 4 chiều dài. Nền nhà được lát bởi các viên gạch hình vuông có cạnh 4 decimet. Giá tiền mỗi viên gạch là 20.000 đồng. Bài toán hỏi, lát cả nền nhà thì hết bao nhiêu tiền mua gạch? Cô tóm tắt lại bài toán như sau. Chiều dài nền nhà 8 mét. Chiều rộng bằng 3 phần 4 chiều dài. Cạnh viên gạch hình vuông 4 decimet. Mỗi viên có giá 20.000 đồng. Bài toán hỏi, lát cả nền nhà thì cần bao nhiêu tiền mua gạch? Cô mời các bạn chúng ta cùng suy nghĩ và giải bài toán vào vở của mình nào. Hãy bấm dừng video và làm bài vào tập các bạn nhé. Sau thời gian suy nghĩ và giải, các bạn hãy cùng cô kiểm tra lại bài làm của mình nào. Để tính được số tiền mua gạch, lát nền, cô cần biết xem để lát nền nhà này thì cần bao nhiêu viên gạch. Và số viên gạch sẽ bằng diện tích nền nhà chia cho diện tích của mỗi viên gạch. Do đó, cô cần tính diện tích của nền nhà và diện tích của mỗi viên gạch. Chúng ta có các bước làm như sau. Bước 1. Đi tìm chiều rộng của nền nhà. Bước 2. Tính diện tích của nền nhà. Bước 3. Tính diện tích mỗi viên gạch. Bước 4. Tính số viên gạch để lát nền nhà. Bước 5. Tính số tiền mua gạch. Chúng ta cùng kiểm tra bài giải với cô nha. Bước 1. Chúng ta đi tìm chiều rộng của nền nhà. Chiều rộng bằng 3 phần 4 chiều dài, nên muốn tìm chiều rộng, chúng ta sẽ lấy chiều dài nhân 3 phần 4. 8 nhân 3 phần 4 bằng 6 mét. Sau khi có chiều rộng, chúng ta tính được diện tích của nền nhà. Nền nhà hình chữ nhật nên diện tích của nền nhà bằng chiều dài nhân với chiều rộng bằng 48 mét vuông. Đến đây, cô sẽ đổi 48 mét vuông ra 4.800 decimet vuông. Vì sao cô lại đổi ra đơn vị decimet vuông? Bởi vì độ dài của mỗi viên gạch được tính theo decimet. Nên cô sẽ đổi đơn vị đo diện tích từ mét vuông ra decimet vuông. Bước tiếp theo, cô sẽ tính diện tích của mỗi viên gạch. Mỗi viên gạch hình vuông có cạnh 4 decimet, nên chúng ta sẽ lấy cạnh nhân với cạnh, có nghĩa là lấy 4 nhân 4 và bằng 16 decimet vuông.
Sau khi có diện tích nền nhà, có diện tích của mỗi viên gạch, chúng ta sẽ đi tìm số viên gạch cần để lát nền nhà bằng cách lấy diện tích nền nhà chia diện tích của mỗi viên gạch. 4.800 chia 16 bằng 300 viên gạch. Mỗi viên gạch có giá là 20.000 đồng, vậy 300 viên gạch thì cần bao nhiêu tiền? Chúng ta đi tìm số tiền mua gạch để lát nền nhà bằng cách lấy 20.000 đồng nhân cho 300, ra được kết quả là 6 triệu đồng và đáp số 6 triệu đồng. Thế là bài giải đã hoàn thành rồi. Cô xin chúc mừng các bạn đã giải đúng. Nếu bạn nào làm sai, chúng ta hãy bấm nghe lại video thêm lần nữa để hiểu bài hơn nhé. Cô mời các bạn tiếp tục đến với bài tập số 3. Ở bài tập A thì chỉ yêu cầu các bạn làm câu A và câu B. Các bạn hãy cùng đọc đề với cô nào. Bài 3. Hình chữ nhật ABCD gồm hình thang E, B, C, D và hình tam giác A, D, E có kích thước như hình dưới đây. A. Tính chu vi hình chữ nhật ABC. B. Tính diện tích hình thang E, B, C, D. Để giải bài này, chúng ta cần nắm vững các công thức sau đây. Thứ nhất, chúng ta cần ôm lại chu vi của hình chữ nhật. Chu vi hình chữ nhật bằng chiều dài cộng chiều rộng cùng đơn vị đo rồi nhân với 2. Và chúng ta cần nhớ lại công thức tính diện tích của hình thang. Diện tích hình thang bằng đáy lớn cộng với đáy bé cho ngoặc nhân với chiều cao cùng đơn vị đo rồi chia cho 2. Bây giờ cô mời các bạn cùng suy nghĩ và giải bài tập vào vở. Đừng quên bấm dừng video nhé. Nào, bây giờ chúng ta cùng xem cách làm của cô nhé. Câu A dường như khá dễ phải không nào? Để tính được chu vi của hình chữ nhật ABCD, cô cần biết chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật ABCD. Và tất cả những yếu tố này thì đề bài đã cho sẵn. Chiều dài là 84 cm và chiều rộng là 28 cm. Vậy kết quả của câu A là gì? Cô có 4 đáp án cho các bạn lựa chọn. A. 112 cm. B. 114 cm. C. 224 cm. Và D. là 248 cm. Hãy chọn cho mình đáp án đúng nhất nào. Đáp án chính xác của cô đó chính là... Và cách làm để tính chu vi của hình chữ nhật ABCD là chúng ta sẽ lấy chiều dài cộng với chiều rộng cùng đơn vị đo rồi nhân với 2 và chúng ta ra được kết quả đó là 224 cm. Chúng ta cùng đến với câu B. Câu B tính diện hình thang EBCD. Và đây chính là hình thang EBCD. Để tính diện tích hình thang thì chúng ta cần biết độ dài của đáy lớn, độ dài của đáy bé và chiều cao của hình thang. Ở đây, hình thang này chúng ta đã biết được đáy bé EB có độ dài là 28 cm, đáy lớn CD có độ dài là 84 cm và chiều cao chính là độ dài của cạnh BC, mà độ dài của cạnh BC lại chính là chiều rộng của hình chữ nhật ABCD và bằng 28 cm. Vậy diện tích của hình thang ABCD sẽ là bao nhiêu? Cô mời các bạn cùng chọn một trong bốn đáp án của cô nào.
Đáp án A 224 cm², đáp án B 1114 cm², đáp án C 2124 cm², và đáp án D là 1568 cm². Các bạn hãy chọn cho mình đáp án đúng nhất. Và đáp án chính xác nhất đó chính là đáp án D. Diện tích của hình thang ABCD sẽ bằng 84 cộng 28 trong ngoặc nhân 28 chia 2 và bằng 1568 cm². Cô sẽ trình bày lại toàn bộ bài giải của bài này như sau. Câu A, chu vi hình chữ nhật ABCD 84 cộng 28 trong ngoặc nhân 2 bằng 224 cm. B, diện tích hình thang ABCD bằng 84 cộng 28 trong ngoặc nhân 28 chia 2 bằng 1568 cm², và chúng ta có đáp số A và B. Cô tin là nhiều bạn sẽ làm đúng cái bài tập này phải không nào? Qua cái bài học này, chúng ta đã được ôn tập lại cách tính diện tích của một hình và chúng ta cần nhớ kỹ các công thức tính để vận dụng tốt vào các bài toán khác nhau nhé. Và bài học hôm nay đã kết thúc. Cô xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học sau nhé.